Khi xem đến tập 12 của Độc Đạo rồi thì chắc chắn là quý vị sẽ ấn tượng với Khương Liều. Bởi vì nếu như người bình thường khi đến chỗ đông người, ở đây đông người quá nhỉ, và Khương Liều đông vui quá nhỉ, họp lớp à, khi giải thích họ hàng, đây là chú của cháu, còn đây là bố của em. Thế còn Khương Liều, chú là chú, bố là bố, chú của bố chứ không phải bố của chú, hiểu chưa? Người bình thường sẽ chào khán giả là xin chào khán giả Chuyển động 24 giờ, còn Khương Liều thì sẽ chào là mù tè. Vâng, thưa quý vị, với phần chào đầu rất ấn tượng vừa rồi thì quý vị đã biết là khách mời của Chuyển động 24 giờ ngày hôm nay là ai rồi phải không ạ? Một lần nữa xin được giới thiệu lại với quý vị khán giả, diễn viên Duy Hưng. Xin chào Chuyển động 24 giờ. Bây giờ lời chào chính thức đấy ạ? Vâng ạ. Vâng, thưa quý vị, chị Vân đã hẹn với diễn viên Duy Hưng trong một cái ngày quay rất là bận rộn. Chị nghe nói là hình như em vừa đi cắt tóc à? Vâng ạ, em là cứ khoảng từ 3 đến 4 ngày là tóc phải cạo một lần, bởi không nó mọc ra, trông nó đen đen hết cả cái trục đường này. Đúng với cái tạo hình của Khương Liều trong Độc Đạo đúng không? Vâng. Ở nhà mọi người nói gì về cái tạo hình này? Nhưng mà em thì tao không muốn nhìn đến mặt mày đâu. Nhìn cái kiểu ấy tao không có quen. Bởi vì là mẹ em từ ngày xưa đến bây giờ là mẹ em thích những cái kiểu tóc dài, trông nó đoan trang, nó lịch sự hơn. Còn mình lúc thì râu ria, xong rồi lúc thì tóc tai trông như này. Bà là bà không thích. Còn vợ với con thì quen rồi. Các cu nhà em nó cũng đòi là đi cắt tóc giống bố đấy. Nhưng mà không được, con sao mà cắt tóc giống bố được. Anh Hồng ơi. Anh Diêu ơi. Để tôi vào gặp anh tôi. Tôi có anh đi ra ngoài. Bây giờ nói nhiều hơn về vai diễn Khương Liều đi. Chị gặp em thì thấy khá là hiền nhá. Thế nhưng mà chả hiểu sao lại cứ vào những cái vai đầu gấu này, bậm trợn này. Hay là bản chất bên trong mình là gì? Thế nó mới khổ chị ạ. Chẳng qua là những cái bên ngoài của em thì trông nó hơi gồ ghề, nó gai góc, cộng thêm một tí gọi là chạm trổ. Thế cho nên là có khi là các anh thấy được, các anh tin tưởng và các anh giao cho em những cái vai nó gai góc một tí. Chị thấy vai nào cũng có nickname luôn. Vâng. Hoàng Mặt Sắt này, Nghĩa Bảo Kê này, Việt Sói này. Trời ơi, toàn là những cái tên mà chị thấy là nghe đã thấy rất là khiếp rồi, rất là sợ rồi. Ở vai Khương Khủng trong Độc Đạo ấy, nó khác với những vai diễn đầu gấu bạm trợn khác của em như thế nào? Đây là một nhân vật mà em thấy rất là thú vị, bởi vì đầu óc anh đang có vấn đề. Cái cảm xúc của nhân vật này nó khá là khó. Bố, U và anh Hồng, đấy là ba người quan trọng nhất với cả Khương Liều. Nguy hiểm á? À? Thật nào? Làm gì anh? Chỉ có gia đình là quan trọng nhất thôi. Khi mà tức giận lên thì sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì gia đình của mình. Bấy giờ thì vì những người mình yêu thương, kể cả về sau nương tử cũng vậy. Và chị thấy rằng là chính cái tình yêu của Khương Liều vượt qua cái giới hạn bình thường một chút, nó lại là cái khiến cho khán giả lại thấy thương Khương Liều nhiều hơn. Mà chị thấy như là xe của đoàn đến rồi. Em chưa phải lên đâu đúng không? Để chị xem có ai không nào. Ê, chưa có ai thật. Hay là thôi chị em mình cứ đứng ở đây nói chuyện nhá. Thông thường thì một cái tạo hình của nhân vật sẽ là do em tự nghĩ ra hay là sẽ có sự bàn bạc với đạo diễn? Thông thường là bản thân em sẽ tìm tòi, em tư duy xem là cái vai diễn này cần những cái gì. Bởi vì là em cũng làm khá nhiều các cái dạng vai mà nó cũng có các cái chất giống nhau. Thì em muốn là cái tạo hình là phải khác đi một tí, thì để cho khi người xem người ta sẽ không bị lẫn. Thế còn với cảm xúc thì sao nhỉ? Thường là mình sẽ xây dựng, nuôi dưỡng cái cảm xúc như thế nào? Rất là khó, bởi vì nó là nội tâm. Cái quan trọng nhất thì là mình phải sống cùng nhân vật, mình phải là nhân vật đấy. Mình diễn từ ruột gan mình, lúc ấy mình sẽ đẩy được cái cảm xúc của mình lên. Tôi ở đâu? Đây nằm đấy, rộng mà, chia đôi cái đường ra này. Đây của anh nhường em, chăn mình đắp chung. Đi ra ngoài. Và trong Độc Đạo thì cái phân cảnh nào em nhớ nhất nhỉ? Cái đoạn mà em thấy nó thắt ruột thắt gan em nhất là lúc bố em mất. Có thể gọi em là một đứa trẻ to xác. Thì cái cảm xúc của em lúc đấy em không làm chủ được nữa. Và đầu em lúc ấy chỉ nghĩ rằng là gì, có người hại bố em. Chỉ vì người ta ngăn cản bố em mà bố em bị như thế này thôi. Và em có thể làm được gì em sẽ làm hết. Em cầu xin tất cả mọi người hãy cứu lấy bố em. Thì đây có lẽ là cái phân đoạn mà. Để thì bây giờ em nói thì em vẫn nổi da gà. Thực sự là em lúc ấy em thương bố em thật lòng. Cho tôi ngày xưa ngày mô, cho tôi niềm vui mơ hồ, cho tôi thơ, cho tôi nghi ngờ. Đến bây giờ em đã bước vào phim được bao nhiêu năm rồi nhỉ? Em lớn lên từ quần chúng. Em đi làm cái vai quần chúng rất là nhỏ. Một phân đoạn họ có thể là chỉ nhìn thấy lưng thôi, thấy mỗi nửa mặt thôi, và chỉ nói được một câu thôi. Hoặc là có thể là đá được quả cầu xong rồi là hết rồi. Chắc là từ lớp 12 là em đã được tham gia những cái quần chúng nhỏ như vậy rồi. Thì có lẽ là vai dài đầu tiên của em là vai Hoàng Mặt Sắt.
Như vậy là cũng gọi là có kha khá kể cả những vai quần chúng và cả những cái vai mà để lại ấn tượng trong lòng khán giả rồi. Và chắc chắn là chị sẽ phải nói tới vai Chí với giải thưởng Cánh Diều Vàng với nam diễn viên chính xuất sắc. Cái cảm xúc của em thế nào khi mà được ghi nhận như vậy? Cho đến bây giờ thì cái cảm xúc của em nó cũng vẫn vậy. Khi mà chị nhắc đến em vẫn đang nổi da gà này. Em không nghĩ là có một ngày mà em lại được đứng trên sân khấu lớn như vậy và em được cái giải thưởng nó danh giá như vậy. Có lẽ là em xin cảm ơn khán giả, những người mà luôn quan tâm, luôn ủng hộ, luôn theo dõi anh chị em nghệ sĩ chúng em. Em xin cảm ơn rất là nhiều. Vậy thì phải hứa là có nhiều vai diễn hay hơn nữa nha. Em sẽ cố gắng hơn nhiều nữa. Nếu bây giờ mà để ước có một cái vai diễn nào đó mà em chưa từng đóng thì em sẽ ước mình sẽ đóng vai gì? Em giống anh Đàm, em tham lắm. Em thì em chỉ muốn thử sức được nhiều loại vai để em xem là khả năng của mình thế nào. Và em sẽ phải cố gắng để em vượt qua bản thân mình, vượt qua được mình của ngày hôm qua thôi. Có bao giờ ước mơ mình sẽ đóng một vai soái ca không? Em có. Em có chứ. Tất nhiên là em không thể đẹp được như các anh của em được. Thế nhưng mà em cũng sẽ cố gắng để em sẽ có cái cách thể hiện của em để em trở thành một soái ca. Tất nhiên có thể là trông nó hơi ngông nghênh tí. Nhưng mà sẽ vẫn có nét gì đó của soái ca. Thế thì bây giờ thử thách của Chuyển Động 24 giờ rất đơn giản thôi. Hãy tưởng tượng chị là một nương tử tương lai của em. Đó. Nhưng em sẽ phải tỏ tình với chị bằng hình ảnh của Khương Liều và hình ảnh của soái ca để khán giả có thể thấy sự khác nhau. Trời ơi, lại diễn à? Ừ, đúng rồi, là phải diễn chứ. Bây giờ chúng ta sẽ Khương Liều trước hay là sẽ là một soái ca trước? Khương Liều trước đi xem nào. Rồi, ok. Làm thế nào vậy? Anh là ai đấy? Em là của anh. Cho tôi xin lại cái điện thoại. Em là của anh. Yêu anh đi. Anh là ai đấy? Cho tôi xin cái điện thoại. Anh là Khương Liều. Nhà to nhất cái bản okay. Bông. Chúng ta đã thấy là Khương Liều tán nương tử như thế nào rồi đúng không ạ? Bây giờ thì sẽ xem là một soái ca với hình ảnh khác từ diễn viên Duy Hưng, xem là anh ấy sẽ tiếp cận các cô gái như thế nào quý vị nhá. Chào anh ạ, anh cần gì ạ? Anh muốn làm quen. Xin lỗi anh nhá, em không có thói quen làm quen với người lạ. Xinh mà kêu nhỉ. Số anh này. Quý vị thấy sao ạ? Soái ca Duy Hưng của chúng ta. Chị giả vờ kêu thì thôi, nhưng mà trước vẻ đẹp của Duy Hưng thì cũng không thể nào thoát khỏi ánh nhìn của mình đâu. Rất là cảm ơn em với thử thách vừa rồi và đã hoàn thành rất là xuất sắc để khán giả có thể thấy một hình ảnh Duy Hưng khác. Thay mặt cho khán giả truyền hình, xin được chúc cho Duy Hưng sẽ tiếp tục có những vai diễn để lại ấn tượng trong lòng khán giả như vậy, và chắc chắn là khán giả sẽ còn ủng hộ bộ phim Độc Đạo. Cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn chị ạ. Xin cảm ơn Chuyển Động 24 giờ.